Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay ra đường buổi chiều 15 phút nữa 2 giờ đang chạy trên đường Nguyễn Kiệm ha. Hôm nay sẽ tới Phú Nổi. Hôm nay đi sớm, sớm ghé qua khu Phú Nổi rồi nhắc. Trước đi mà đi chưa có được chiều ta đóng cửa trước 5 giờ hay trước 5 giờ không hoặc là bị đóng cửa.
người hoa cho nên nó cứ đi cửa hoa. Thank you.
tới tới miếu rồi mình dừng qua nơi này, mình qua Phi Đô mới ha.